Chào mọi người, hôm nay mình cùng nhau đi thăm cánh đồng mía ở huyện Nguyên Bình một chút nha. Tất nhiên qua điện thoại thì không lột tả được hết đâu, nhưng mà ở góc quay này thì mọi người cũng có nhìn thấy đấy, cánh đồng mía rất bạt ngàn rộng. Mà mía Nguyên Bình này cũng có thương hiệu nổi tiếng. Mía này là để ăn, không phải dạng mía làm đường đâu. Mía làm đường như huyện Phú Hòa cái khác nha. Ở chỗ này không được cao cho lắm, đâm ra là chỉ quay được vậy thôi. Đây chỉ là một góc nhỏ đấy nha. Nhiều lắm, đồng mía Nguyên Bình nhiều lắm. Cơ bản là quanh thị trấn nên người ta trồng mía. Như thế này là tầm tháng nữa là người ta thu hoạch rồi, lấy bán được rồi. Đầu mùa này cây cũng phải 10 15 nghìn đấy. Mía này rất là ngọt. Cái này mà có fly cam thì bay thì tham quan được hết, khỏi phải chê. Dân người ta lên xe vướng, mất xe đi thôi. Đây là đường vào một xóm này. Xăm lên bán rồi. Đường thế này cũng có đấy nha.